phải nói là chất âm rất là tuyệt vời, bass đánh rất là sâu mềm, check thì cực kỳ là sáng, nghe không bị chói tai. Xin chào mừng toàn thể các bạn đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Ở clip này em đang test con đẩy CMF mã là F800, công suất là 800W một kênh, hoạt động ở chế độ 8 ohm và một con vang Shiso T3 hàng bãi vang. Và đẩy này thì em đang test cho bác khách ở Thái Bình. Đây của anh đấy nhá. Ngon lành cành đào setup 4 chế độ rồi, về chỉ phải sử dụng thôi. Còn con mic dòng MF dòng Beyer đời cao nhất. Đời cao nhất của Vỉ Tím các bác nhá. Hàng xịn, đời cao nhất của Vỉ Tím. Mic này đang test cho bác khách ở đâu nhỉ? Ở Nam Định à, Bắc Linh. Bắc Ninh. Rồi. Ờ, chưa cắm dây mic. Mic này là mic cao cấp nhất của dòng Beyer Vỉ Tím các bác nhá. Cảm biến tự ngắt, cảm biến gia tốc đầy đủ hết. 1 2 6 7. 1 2 3 4 5 6. Mấy cái dòng cảm biến gia tốc quá nhá. Đây mic đang bật nhá. Khi mà ví dụ như là mic không may nó quay đầu nó bị rơi xuống dưới như này thì có nghĩa là nó sẽ không buộc ra loa các bác nhìn nhá. Đây mic đang bật này. Sáng nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Rơi nó phải như thế, nó không buộc ra loa nhỉ? Đây là gọi là cảm biến gia tốc. 1, 2, 6. Đấy. 2 triệu 500 nghìn một bộ các bác nhé. 2 triệu 500 nghìn bộ. Dòng này đỉnh, đỉnh của đỉnh luôn. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp Minh Vũ qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở sau đó chính Hải Dương. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.